Mic Group, IEX Group, đồng hành cùng chương trình. Cũng theo các chuyên gia, dù lựa chọn loại hình bất động sản nào thì các nhà đầu tư cũng nên căn cứ vào mức sinh lời của tài sản đó. Hiện nay rất nhiều nhà đầu tư không cân nhắc dòng tiền. Khi đầu tư, nhà đầu tư đều kỳ vọng sẽ bán được nhanh. Tuy nhiên, sản phẩm không thanh khoản được, trong khi thu nhập không thể đảm bảo cho khoản đầu tư và hậu quả là phải bán để cắt lỗ. Ông Trần Khánh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Việt An Hòa cho rằng bất động sản là tài sản có giá trị lớn, do vậy cần xem xét từ dự án, sản phẩm đến hiệu quả khai thác. Nhà đầu tư phải nhắm các bất động sản thu hút được nhu cầu ở thực thì mới có tính thanh khoản cao. Nhà đầu tư phải tránh theo phong trào. Riêng với đất vùng ven, tỉnh lẻ, cần tìm hiểu kỹ càng về hàng loạt vấn đề từ không gian phát triển, kết nối hạ tầng đến yếu tố pháp lý, giá cả thị trường, ông Quang chia sẻ. Tuy nhiên, dù các tính toán có khả quan thế nào, đây vẫn là giai đoạn khó đoán định của thị trường bởi còn nhiều rủi ro về vĩ mô cả trong nước lẫn quốc tế. Do đó, nhà đầu tư cần có cái nhìn dài hạn và hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính. Tỷ lệ an toàn là 35% thu nhập phục vụ cuộc sống, 15% dành cho dự phòng. Vì vậy, không nên để khoản tiền trả ngân hàng vượt quá 50% thu nhập hàng tháng. Ví dụ, người có thu nhập 50 triệu đồng một tháng thì không nên có khoản vay cần trả cả gốc lẫn lãi quá 25 triệu đồng một tháng. Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam Bất Động Sản.com phân tích. Riêng với những nhà đầu tư cần dòng tiền ổn định, ông Tuấn khuyến cáo mức tăng giá căn hộ những năm qua cao nhất chỉ 7% một năm, kèm tỷ suất lợi nhuận nếu khả quan nhất về mức trước dịch là 7% một năm, thì sau khi trừ đi phần lãi ngân hàng, lợi nhuận thực chất chỉ còn khoảng 2-4% một năm. Do vậy, nhà đầu tư không nên vay quá nhiều và chuẩn bị mức kỳ vọng hợp lý. Còn với những người có nhu cầu ở thực, trước khi xuống tiền mua căn hộ, khách hàng nên cân nhắc tỷ trọng vốn vay càng ít càng tốt để tránh sức ép trả nợ, phù hợp nhất là dưới 50% giá trị tài sản. Các trường hợp vay từ 70-80% giá trị căn hộ sẽ gặp nhiều áp lực hơn khi lãi suất được thả nổi sau khi hết hạn ưu đãi.